Ông bác chào các bạn ơi. Tối mua bánh chào các bạn. Nước mắm nè. Nước mắm. Mua 4 cái bánh chào các bạn. 15 ngàn cái. Cái này 15 ngàn các bạn. 15 ngàn. 4 cái. Mình nó ăn thịt các bạn ơi, mình cho nên kêu nó đổ tôm chứ không có đổ thịt, rau sống, bánh tráng, bánh tráng nè, rồi để mình cuốn nha các bạn. Đây các bạn, mình cuốn nè, mới cuốn nè các bạn. Mời các bạn nha. Rau sống với xà lách. Có cả xà lách chạy bẹ xanh đó các bạn. Giờ là tối rồi các bạn ạ. Nhiều lúc chiều tối các bạn mình không có nấu cơm. Không có nấu cơm mua đồ ăn các bạn. Giờ là mình đứng gì mình kêu nó đổ cái đó các bạn. Không thích ăn, thích ăn thịt thì biểu nó đổ tôm. Nè, quăng thêm nữa, quăng giờ mới quăng thêm nửa cái nữa các bạn.
Ông bánh kèo này phải ăn 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 bốc các bạn ơi. Bánh cọt còn ăn đũa ăn gợp gợp. Bánh chèo sao ăn ăn đũa gợp à? Các bạn coi mình kêu kêu đổ tôm không ạ? Đổ tôm không? Mình không ăn không thích ăn thịt thì mình kêu đổ tôm các bạn. Bỏ vô nước mắm ăn luôn các bạn. Khỏi cuốn luôn. Cái bánh chèo được hai tôm này, hai con này các bạn, một cái bánh.
Hoàng chia sẻ các bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.